ở một xứ sở nhiệt đới như việt nam thì những nơi có thể giải nhiệt trong mùa hè chắc chắn sẽ là một trong những điểm đến để thu hút du khách rất nhiều đặc biệt là trong những kỳ nghỉ lễ dài ngày ngày hôm qua và ngày hôm trước nữa thì đà lạt bảo lộc đón nhận những cơn mưa rất lớn cho nên là du khách đến đây thì cũng phải ngậm ngùi ở trong để phải trú mưa tuy nhiên cùng lúc đó thì ở tại phía bắc sơn la cùng với mộc châu thì lại thu hút rất đông du khách với thời tiết rất đẹp và lý tưởng khi dòng người tấp nập đổ về cao nguyên mộc châu tỉnh sơn la và các homestay tại đây thì gần như là kính phòng theo người dân, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu du lịch của người dân cũng tăng cao khiến nhiều địa điểm du lịch ở Mộc Châu luôn trong tình trạng đông nghịch khách du lịch. Từ hai tuần trước, nhiều homestay đã kín khách đặt phòng dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thậm chí phòng đã kín đến giữa tháng 5. Địa phương cũng đã hoàn thành chỉnh trang cơ sở vật chất, làm đẹp cảnh quan, tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, tạo sân chơi để thư giãn cho du khách. Người dân cho rằng sau 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát thì mọi hoạt động du lịch phải tạm dừng, cả du khách và chủ các khách sạn, nhà nghỉ, các điểm tham quan đều phấn khởi cho một mùa du lịch mới đã chính thức bắt đầu.